Xin chào các em ha. Thì cũng lâu rồi tôi cũng chưa có làm clip về cái môn phân tích thiết kế hệ thống ha. Thì hôm nay trong giai đoạn hiện nay thì tôi cũng đang hướng dẫn lớp mà công nghệ thông tin khóa 21 ha, của trường CTIM thì cái môn đoán chuyên ngành. Thì tôi cũng làm thêm clip để hướng dẫn các bạn ấy làm cái môn đoán ha. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ phân tích một cái cơ sở dữ liệu, đó là quản lý hệ thống quản lý đơn đặt hàng cho công ty ha. Cái bản này cũng bản đúng rút gọn thôi. Còn nếu mà đúng là đơn đặt hàng mà chúng ta quản lý, đây là đầu ra thôi, đầu vào đầu ra thôi, có cả đầu vào đầu ra luôn, nhưng mà quy mô nhỏ. Còn nếu mà chúng ta mà làm cái đầu vào đầu ra mà quy mô lớn á, thì nó sẽ nhiều hơn nữa. Đây đây, hôm nay tôi sẽ làm cái này ha, là cái hệ thống đặt hàng này mà quy mô nhỏ thôi. Còn nếu mà quy mô lớn thì nó phải như thế này. Đây tôi cũng có một cái quy mô lớn hơn một xíu. Đây NLD ha, mức logic chưa? Thì chúng ta phải thiết kế từ LD mức logic, sau đó chúng ta mới chuyển qua LD mức vật lý ha. Sau đó chúng ta mới xuất thành các cái lược đồ quan hệ. Chúng ta setup vào trong các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể ha, như MySQL hoặc SQL Server chẳng hạn. Hoặc ít nhất thì chúng ta có dùng Access ha. Đây là một cái hệ thống quản lý nhập xuất đầu vào đầu ra ha. Đầu vào là chúng ta nhập hàng vào á. Đầu ra là chúng ta xuất kho. Thì đây thì nó quy mô lớn hơn một xíu ha. Quy mô lớn như thế này. Đấy thì quy mô nó nhiều hơn một xíu. Thì cái này thì có thời gian tôi sẽ review sau ha. Làm nó mất thời gian lắm, thì các bạn mình tôi sẽ review sau. Còn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm ngược ha. Nghĩa là chúng ta đã có một cái cơ sở dữ liệu đã lược đồ quan hệ như thế này rồi. Giờ làm sao mà chúng ta có thể vẽ ngược lại được cái LD mức logic, sau đó chúng ta chuyển LD mức vật lý, và cái LD mức vật lý đó nó sẽ khớp với cái lược đồ này là chúng ta thành công ha. Thì các bạn có thể search rất là nhiều các cái ở đây, rất là nhiều bài tập ha, rất là nhiều ở đây. Thì giống như cái clip trước đó tôi nói về cái phần quản lý thư viện, thì tôi cũng có hướng dẫn các bạn cách để làm ngược lại ha. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn có thể làm ngược lại với cái bài tập này. Thì đầu tiên thì chúng ta xác định ở đây là chúng ta phải xác định cái nào là thực thể, cái nào là mối quan hệ. Thì các bạn biết rồi, trong lý thuyết là thực thể là các cái đối tượng độc lập, rồi không có cái thuộc tính riêng ha. Ở đây thì chúng ta là thực thể, ở đây là chúng ta xác định được này. Thứ nhất là sản phẩm này, mã sản phẩm, tên sản phẩm, đợi về tính mã loại, thì các cái thuộc tính nói về của nó thôi, không hề có các cái khoa ngoại ở đây, chỉ có khoa chính và các cái thông tin của nó thôi. Thực thể thứ hai chúng ta có đó là loại sản phẩm, thì có mã loại, tên loại ha. Cái này là không à quên cái này mã loại không có đây luôn ha. Chúng ta chỉ thực thể sản phẩm, chúng ta chỉ từ cái mã sản phẩm lên đây thôi. Cái này là có ràng buộc này. Thì khi mà chúng ta phân tích thực thể xong rồi thì cái phần này sẽ không có trong cái phần cái thông tin mã ngoại này, khóa ngoại này á, thì sẽ không có ở trong cái phần thiết kế array mức logic nha. Không có trong thực thể đó, trong thực thể sản phẩm mình không có cái này. Mình sẽ dùng một cái đường mối hệ chúng ta nối lại, và sau khi đó nó sẽ nối ra cho chúng ta ha. Thực thể thứ hai chúng ta có nó là loại sản phẩm, có mã loại, tên loại là đúng rồi này. Thứ ba là nhà cung cấp, thì chúng ta có, nói chung là đơn giản thực thể là chúng ta chỉ nói những thông tin liên quan đến nó thôi, và thông tin liên quan đến khoa ngoại là không có ở đây. Đó, trong trường hợp logic chúng ta làm như đó thôi. Đó, đến đây như vậy. Còn nhà cung cấp chúng ta có cái gì? Nhà cung cấp chúng ta có mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, thông tin, thì tất cả các thông tin này đều liên quan đến nhà cung cấp hết, là đúng rồi này. Thế sau đến đại lý thì chúng ta có mã đại lý, tên đại lý, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện cũng ok luôn ha. Đây là các thông tin về đại lý này, là một thực thể luôn. Và tiếp theo là nhân viên, thì có mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, thì thông tin này cũng là thông tin của nhân viên thôi, là đủ hết luôn. Tiếp theo là đặt hàng. Cái này bắt đầu nó có, bắt đầu chúng ta xuống dưới đây là chúng ta thấy bắt đầu đặt hàng này. Đặt hàng thì ngoài thông tin của nó này là mã đặt hàng là của nó này, nó có nối với mã đại lý này, với mã nhân viên, thì hai cái thằng này chính là hai khóa chính luôn, cũng đồng thời là khoa ngoại. Nhưng mà khoa chính ở đây thì có ba cái à, đây một khoa chính, hai khoa chính, ba khoa chính, thì chúng ta có tất cả là ba khoa chính. Nhưng mà bên cạnh đó có hai khoa chính này á, vừa là khoa chính đồng thời nó là khoa ngoại ha. Khoa ngoại nối ở đây là nối đến bảng đại lý này và nhân viên đây đó, nó nối như vậy. Cho nên cái phần này chúng ta trong cái đặt hàng này thì chúng ta có là cái mã đặt hàng là một này, ngày đặt là hai, ghi chú là ba. Còn hai cái thông tin mà của khoa ngoại này á, thì chúng ta không liên quan ha. Nó đang sợ. Hai thông tin này nó không liên quan. Hai thông tin này là mình sẽ nối bằng mối quan hệ.
Và cuối cùng đó là chi tiết đặt hàng. Thì chúng ta có mã đặt hàng, mã sản phẩm. Thì hai cái này á, nó là hai cái khoa ngoại nối đến hai bảng, đó là bảng đặt hàng và bảng sản phẩm. Đây, đặt hàng đây và sản phẩm đây. Thì nối đây, nhưng mà đồng thời thì hai cái khóa này nó vừa là khóa ngoại nối với sản phẩm và đặt hàng, thì đồng thời hai cái khóa này cùng lúc là khóa chính nha, hai khóa chính là cùng lúc là hai cái luôn. Đó. Còn cái đây các thông tin còn lại như số lượng này, ngày giao này, đơn giá này là các cái thông tin của cái mối hệ này. Đó. Thì tại sao mình gọi là mối hệ, tại sao tôi gọi là thực thể? Thì khi mà chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ bắt đầu quen thôi. Nhìn vô như thế này là như tôi nhìn vô là tôi phát hiện được cái nào là thực thể, cái nào là mối hệ ngay. Như thế này là thực thể này. Đó, trừ được mã loại ra. Cái này là thực thể lấy hết, cái này là thực thể lấy hết, cái này là thực thể lấy hết, cái này là thực thể lấy hết. Đó, cái này cũng là một thực thể luôn. Nhưng mà chúng ta chừa hai khóa ngoại ra. Đó. Nhưng mà được còn cái này á, cái này á thì nó cũng chỉ là một cái cùng mối hệ thôi. À, mối hệ thôi, tại vì nó là chi tiết rồi. Mối hệ ở đây thì nó không có mã của chính nó, mà nó dùng hai cái mã của hai khóa ngoại của hai thực thể khác để làm khóa chính cho nó. Thì nhìn vô đây thì nó chỉ là một mối hệ thôi, mối hệ. Còn thông tin của cái mối hệ này thì gồm có số lượng, ngày đặt, ngày giao hàng và đơn giá thôi. Đó. Thì còn phát biểu thì sao? Thì người ta phát biểu như sau này. Nhìn sơ đây thì mình có thể phát biểu như sau này. Là một loại sản phẩm thì có nhiều cái sản phẩm. Đó, một loại sản phẩm có nhiều sản phẩm. Cho nên chính vì như vậy cho nên cái thằng mã loại này nó mới thằng sản phẩm này nó có thêm mã loại. Bởi vì lý do mình mới phát biểu sau đó là một loại sản phẩm hoặc loại hàng cũng được. Thì có nhiều sản phẩm. Đó, để phát biểu thứ nhất nhá, là mình nối được hai cái này với nhau này. Và tiếp theo phát biểu tiếp theo nữa. Có nhà cung cấp ở đây thì mình có thấy chỗ nào nhà cung cấp chỗ nào không? Nhà cung cấp ở đây có liên quan không ta? Nhà cung cấp ở đây không có liên quan ở đây hả? Mãi nhà cung cấp ở đây không liên quan rồi. Thường thường á, nếu mà ở đây là thiếu đó. Nếu như vậy, nếu mà có nhà cung cấp, có một cái thực thể nhà cung cấp mà nó không liên quan ở đây thì chứng tỏ nó bị thiếu. Thì trong trường hợp này cái nhà cung cấp này sẽ nếu mà có thì thường thường là cung cấp thì người ta sẽ cung cấp không phải chỉ là cung cấp cái sản phẩm, mà nếu mà có nhà cung cấp ở đây thì nhà cung cấp này sẽ cung cấp cái loại sản phẩm ở đây. Thì như vậy thì nó sẽ có thêm một cái khóa ngoại chỗ này này. Đó, ở đây chỗ này tức là mã nhà cung cấp chỗ này đúng. Đó, chỗ này này. Thì phát biểu thứ hai cũng là một nhà cung cấp thì cung cấp nhiều loại sản phẩm, và một loại sản phẩm thì có thể có nhiều nhà cung cấp cung cấp. Đó, thì có thể là mình xóa điều như vậy nữa thì nó sẽ hay hơn nữa. Còn ở đây thì một loại sản phẩm thì có nhiều sản phẩm, và một sản phẩm thuộc về một loại sản phẩm nào đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai thì là nhà cung cấp với loại sản phẩm thì mình phát biểu là một nhà cung cấp thì cung cấp nhiều loại sản phẩm, và một loại sản phẩm thì cũng có thể là gì, nhiều nhà cung cấp. Như trường hợp ở đây mình làm cho đơn giản thì mình có thể ghi là một nhà cung cấp thì cung cấp nhiều loại sản phẩm thôi, và một cái loại sản phẩm đó thì thuộc về một nhà cung cấp thôi. Đó thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Chứ mình sẽ thêm trong thực thể này thì mình sẽ phải thêm cái mã nhà cung cấp ở đây là khoa ngoại ha, tức là trong các loại sản phẩm mình sẽ có khoa ngoại là mã nhà cung cấp, mã nhà cung cấp ở đây ha. Tiếp theo là đến đại lý. Đại lý có tham gia đi đây này, đó đại lý có tham gia này, đó thì đại lý nói là sao đây? Đại lý đây thì nó nói là có đại lý đây thì có nghĩa là gì? Phát biểu sao đây? Thì phát biểu đây nghĩa là một cái đại lý, một đại lý thì có nhiều cái đơn đặt hàng, đó có nhiều đơn đặt hàng. Thì tại vì mình nói có nhiều đơn đặt hàng thì khi mà chúng ta mình đang bài toán mình đang làm ngược mà đây là nó làm ra rồi, nó xuất ra rồi thì nó có nối rồi, nhưng mà để ra đâu nối được cái đường nối như thế này á thì nó phải từ cái phát biểu đó là một cái đại lý này thì có nhiều cái đơn đặt hàng. Nhiều thì bên nhiều sẽ phải chép cái khóa của bên ít, bên một, cho nên cái mã đại lý nằm sẽ nằm bên nhiều đây. Đó là chính lý do là một đại lý thì có nhiều đơn đặt hàng. Đó, đặt hàng cho công ty mà đại lý đến đặt hàng, nó mua hàng mà đại lý đến mua hàng của công ty mà. Đó thì một đại lý này đặt nhiều đơn đặt hàng đến cái công ty này, nói công ty ABC gì đó, ví dụ như vậy. Rồi tiếp theo nhân viên ở đây, đến nhân viên này nhá. Nhân viên thì nó phát biểu ở đây, nhân viên có nối với đặt hàng thì nó phát biểu như sau nhá. Thì một nhân viên thì lập nhiều cái đơn đặt hàng. Đó, đặt nhiều cái đơn hàng của cái đại lý, có nghĩa là khi cái đại lý này này nó đặt hàng đúng không, đặt mua hàng thì sẽ biết được là cái nhân viên nào lập cái đơn đặt hàng đó.
Đó, thì lý này thì nó sẽ đặt đặt tạo đơn đặt hàng, mà đặt hàng và đặt mua hàng của công ty. Thì khi mà đặt mua hàng công ty thì cái đơn hàng nó sinh ra, và đơn hàng sinh ra thì nó sẽ có một cái ID riêng, một cái mã riêng hoặc ID riêng gì đó, thì nó để biết được là cái đại lý nào mua và cái nhân viên nào lập. Đó là hai thông tin chính là nối giữa đại lý và nhân viên với cái đặt hàng này, ba cái này nó quan hệ với nhau đó. Và trong bên cạnh đó thì trong cái đơn đặt hàng này nó cũng có cái ngày đặt và ghi chú, thì thông tin cái thuộc tính thôi, thêm cái thuộc tính cho nó thôi, attribute. Rồi, nhưng quan trọng nhất cái cuối cùng mà mình cần quan tâm đó, đó là trong cái đặt hàng này á, thì nó giống như một cái vỏ mà các bạn đi siêu thị vậy đấy á. Khi một cái hóa đơn mà bạn nhìn in vô á, thì nó có hai phần, một phần thông tin bên ngoài, thông tin bên ngoài của cái hóa đơn, cái bill mà mình đang cầm á, thông tin bên ngoài ở ngoài, hoặc là cái hóa đơn mà mình đang mua hóa đơn bán lẻ gì đó, thì ở phần phần thông tin bên ngoài ha, phần tiêu đề header đó, phần nội dung á, thì đó chính là cái thông tin đặt hàng này. Nhưng mà bên trong chi tiết các cái dòng á, dòng số 1, số 2, số 3 là sản phẩm gì rồi, hàng là gì, sản phẩm số lượng bao nhiêu á, ví dụ như vậy á, thì nằm trong chi tiết. Đó. Thì cái danh sách, tức là những cái mặt hàng mà cần mua thì nó nằm trong cái danh sách đó. Thì thường thường người ta không bao giờ người ta đặt trong cái đặt hàng hết. Tại vì một cái đặt hàng này, một cái đơn hàng này hoặc là một cái hóa đơn này thì nó sẽ cứ chứa nhiều cái sản phẩm cần mua. Thì những cái sản phẩm cần mua đó hoặc những cái sản phẩm cần đặt hàng đó thì người ta gọi là chi tiết đặt hàng. Thì chi tiết đặt hàng này thì lúc in ra thì in một lần thôi, in ra chung nhau như vậy đó. Nhưng mà khi mà làm thêm thiết kế thì lúc nào nó cũng phải tạo ra một cái thực thể, một cái mối hệ. Thì cái này nó gọi là mối hệ thôi chứ mà thực thể, đây đây thực thể đến đây thôi ha, chúng ta có tất cả là 6 thực thể thôi, nhưng cái này chỉ là mối hệ. Và mối hệ này thì nó phát biểu như sau. Ở đây thì mối hệ này nó có vừa mã đặt hàng là cái này, vừa mã sản phẩm là cái này, thì nó sẽ phát biểu như sau là một cái sản phẩm này này, một sản phẩm này thì có nằm trong nhiều cái đơn đặt hàng đó. Dạ, đơn đặt hàng một, đơn đặt hàng hai thì cũng đều có sản phẩm đó, thì có nghĩa là nhiều nhiều đại lý nó mua, mà đại lý nó mua thì có đơn đặt hàng, thì lúc đại lý này mua cái mặt hàng đó, đại lý khác cũng mua mặt hàng đó có sao đâu. Thì có nghĩa là một sản phẩm này thì có thể là có nhiều cái trong nhiều có nhiều có là một cái sản phẩm này có nằm trong nhiều cái đơn đặt hàng đó. Đơn đặt hàng đây, đây đơn đặt hàng gọi là đơn đặt hàng đây. Nhưng mà trong tiếp theo nữa là một mặt hàng, một sản phẩm thì có nhiều trong nhiều cái đơn đặt hàng, và một mã đặt hàng này thì cũng có nhiều sản phẩm. Đây này, một mã đặt hàng này, một đơn đặt hàng mình đang đấy là hiển nhiên này, một đơn đặt hàng, một cái đơn hóa đơn ấy, hoặc là một đơn đặt hàng này thì có sao, có dưới nhiều cái sản phẩm đây này, dưới sản phẩm trong danh sách mà mình cần đang cần nói đó, nhiều sản phẩm một là bia 333, sản phẩm hai là bia Bacen Ken, thì bia Ken nhỏ giả dụ vậy, ví dụ vậy, như công ty sản xuất nhiều món hàng chẳng hạn, thường thường nó cùng loại chứ không thể là vừa Ken 33 thì nó hai khác loại rồi. Dạ, như giờ mình nói về bia Sài Gòn chẳng hạn đi, bia Sài Gòn thì nó gọi là bia special này, bia Sài Gòn xanh, Sài Gòn đỏ đó, giả dụ như vậy. Thì một trong cái đơn đặt hàng này, chi tiết đặt hàng này thì nó gồm có nhiều cái sản phẩm. Đó, nghĩa là một cái mặt hàng, một cái đơn đặt hàng này thì có nhiều chứa nhiều sản phẩm. Đó, chứa nhiều sản phẩm. Một đơn đặt hàng có nhiều sản phẩm. Và đó là phải thứ nhất. Rồi một sản phẩm thì nằm trong nhiều cái đơn đặt hàng. Đó, thì chính vì lý do mình mới phát biểu đó thì nó sẽ ra được cái chi tiết này. Mà chi tiết này chính là một mối quan hệ thôi. Đó, mối quan hệ này sinh ra từ cái mối quan hệ là mình phát biểu đó là một sản phẩm thì nằm trong nhiều cái đơn đặt hàng đó, nhiều đơn đặt hàng đây, và một đơn đặt hàng thì có nhiều sản phẩm đó, thì nó sẽ sinh ra được cái chi tiết đặt hàng này. Đó là mình đang nói về, đang giảng về cái phần là lý thuyết đó. Có nghĩa là tôi đang dựa vào cái lượng đồ quan hệ mà người ta cho như thế này mà tôi có thể đọc lại được cái lời văn của bài toán nó nhìn, và chúng ta có thể thường thường là chúng ta sẽ đọc vài cái bài toán giống cái lời văn mà tôi vừa mới nói xong đó, thì tôi sẽ sau đó mình mới vẽ lượng đồ LD mức lời mức logic, sau đó chuyển qua vật lý, rồi sau đó mình mới tạo ra cái lượng đồ như thế này. Nhưng mà bây giờ mình đã có sẵn cái lượng đồ rồi, chúng ta đang tìm cách làm ngược ha. Còn các bạn nào quan tâm những bài toán làm xuôi thì chúng ta có thể xem lại những clip trước đó. Thì bài toán làm ngược thì chúng ta nhận diện được cái cơ sở dữ liệu. Thường thường là cái phần này thì các bạn có nhận tìm từ trên Google á, cái môn phân tích thiết kế hệ thống, thì các bạn nhận được cái phần là cái cơ sở dữ liệu như thế dạng như thế này, cái là bảng mà đã xuất ra rồi như thế này thì nhiều hơn ha, một cái cơ sở dữ liệu xuất ra như này nhiều hơn. Thì nhưng bây giờ các bạn lại vướng ở phần là làm ngược lại, tại vì khi mình làm đồ án thì phải làm xuôi, là làm từ LD mức logic, sau đó mới đến vật lý, mới đến setup vô các cái lượng đồ quan hệ, mà tạo ra cái lượng đồ quan hệ là mới setup vô các cái cơ sở dữ liệu mà đó. Thì bây giờ chúng ta đang cần là phải có đồ, thì chúng ta thường thường những phần search mà ra cái kết quả như thế này thì có rất là nhiều, nhưng bây giờ chúng ta cần phải làm ngược lại làm như thế nào. Thì đây là tôi đã giải thích lý thuyết như vậy đúng không. Bây giờ tôi sẽ vẽ này. Đầu tiên thì cũng có ra cái thực thể nào,
Thế chúng ta sẽ tạo ra một cái mô đồ mới ha. Đây chúng ta dùng concept ha. Đây là cái gì đây? Quản lý đơn đơn đặt hàng đi ha. Đơn đặt hàng có trùng chưa? Ok. Lưu lại đi cho nó để trúng chỗ luôn ha. Để đây đi, đặt lưu đây cho nó đúng chỗ luôn. Rồi ok. Rồi đầu tiên mình có một cái thực thể là sản phẩm này. Đến bao nhiêu thực thể? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thực thể, một mối hệ. 6 thực thể, mình chọn thực thể rất là nhanh ha. Thế đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thực thể. Đi chưa? Thực thể nhất là gì? Sản phẩm này. Thì theo cái tôi là một là viết liền luôn ha. Viết liền. Các block này. Sản phẩm này. Viết liền. Hai là cái cách mà có xếp gạch loại sản phẩm, nếu mà loại sản phẩm có thể nhầm thì có thể ghi là loại hàng đi, ở thư kia sản phẩm cũng được. Loại sản phẩm tiếp theo là nhà cung cấp, đây mà cái quy mô này thì cũng nhỏ chứ chưa phải là dạng lớn đâu, lớn là nhiều nữa. Đại lý, đại lý này bạn hiểu giống như khách hàng vậy nha, đại lý này giống như khách hàng rồi đó, là đại lý tạp hóa đó, thay vì người ta ghi tên là đại lý chính là khách hàng đó, thay vì là mình ghi tên một cái người, ABC nào đó thì đây là mình ghi tên hẳn chủ của cái đại lý luôn, ghi tên đại lý thì thường là mình bán tạp hóa đó, giống như đại lý này là một cái cửa hàng tạp hóa, họ đến một cái công ty bia Sài Gòn họ nhập hàng về đó. Đó, giả dụ như vậy đại lý là khách hàng nha, cái này chỉ là khách hàng thôi. Bạn cần biết cái dạng như thế này thì các dạng khác thì các bạn ánh xạ qua thôi, ánh xạ qua ha. Lý đến nhân viên. Đó. Cái này lúc nào nó cũng như vậy thôi. Tiếp cuối cùng là đơn đặt hàng. Chính chúng ta đơn đơn đặt hàng đây. Ở đây mình đang tính là đơn đặt hàng ha. Còn có thể các bạn đặt trong thường bán hàng bình thường thì gọi là hóa đơn, ví dụ như vậy. Thì chúng ta đã có được cái các cái thực thể rồi ha. Giờ chúng ta nối lại với nhau như thế nào? Để chúng ta xác định cái này thực thể này gồm có cái thuộc tính gì này, cứ vào đây ha. Ở trên build thì chúng ta đầu tiên lúc nào tôi cũng nói vậy ha, đầu tiên lúc nào tôi cũng phải có ID sản phẩm, ID sản phẩm đây. Đó. Cho dù tôi có mã ở đây thì người ta dùng không dùng ID, người ta không dùng ID, người ta dùng mã thì lúc nào tôi cũng vậy. Tại vì khi mà tôi làm ở đây để tôi làm lập trình thật sự thì lúc nào tôi phải kết nối bằng mã, lập trình thực sự. Còn nếu mà để phân tích không thôi thì cần mã, cái này là ok rồi. Nhưng khi lập trình thực sự thì tôi sẽ phải dùng ID ha. Tôi sẽ thay dữ liệu mà tôi kết nối thì tôi thông qua ID ha. Cho nên lúc nào tôi cũng phải thêm ID vô. ID sản phẩm này. Thì cái ID này thì tôi sẽ để là cái dạng số auto number á, cho nó chạy ha. Đây là mình để là integer ha. Đó, integer. Vô luôn ha. Có chính không luôn ha. Ở cái này là mã mã sản phẩm. Thì mã này cũng vậy thôi, hai cái này cũng là khóa chính thôi, nhưng mà cái mã này thì cho phép người ta tự đặt tên vô ha. Mình đặt cái này là va chạc ha, va chạc đây. Ông va chạc đây ha, va chạc đây, ông va chạc mình phải có tên ha. Cái mã thường mình cho khoảng 15 ký tự đi. Ok. Rồi đến tên sản phẩm đơn vị tính, đến đây thôi nhé. Mã loại thì nó có nối xuống đây rồi, mình chỉ cần các cái thuộc tính của cái thực thể này thôi, tên sản phẩm đơn vị tính thôi, tên sản phẩm thì cũng va chạc luôn ha, va chạc cho nó khoảng cho nó 200 đi, à, dù vậy mình có thể thay đổi mà đơn vị tính ha, va chạc đi, tính ngắn ngắn thôi cho nó khoảng 20 rồi 10 20 đơn vị tính, cái con ký gì đó đại khái thì nó khoảng tầm 15 đi ha, 15 mình cho tối ưu thôi, không có sao cả. Ở xong ha, cái đây là các mục đích của nó ha. Khóa chính này. Đó, không luôn luôn ha. Đó. Rồi, chọn ở đây ha. Mình chọn nó đính là ID sản phẩm ha. Nhớ thêm nhá, bên attribute là các thuộc tính mình có rồi thì bên identify này này là cái khóa chính nhá, thì mình nên chọn luôn ha. Chọn luôn cho nó ha. Đó. Thì một cái thực thể nó phải có đảm bảo như vậy ha. Đây. Thì đã hai khóa chính.
thì ID này chắc chắn nó không bao giờ dùng rồi. Còn cái mã sản phẩm là chỉ để khi mà chúng ta nhập dữ liệu vô mà lỡ mà có một cái sản phẩm thứ hai mà cùng cái mã thì nó báo lỗi thôi, nó không không đồng ý. Tiếp theo là loại sản phẩm thì cái mã loại tên loại ha. Thì mình có ID luôn ha. ID loại SP. ID này cũng cho là integer luôn. Để cũng check cho nó là hai cái này luôn. Rồi đến mã loại ha, mã loại sản phẩm thì mã chúng ta sẽ dùng va chạm. Mã loại ở đây thì mình cho cái mã là nhiêu, 20 ha. Mã cho 15 thì để như 15 chấm đồng nhất ha. Mã loại tên loại ha. Tên loại va chạm luôn, tên đây cho 200 mình đó, cho kiểu kiểu cho nó dễ nhớ thôi. Mã là 15 thì tên 200 chẳng hạn ha. Sẽ vô đây rồi quay anh đây phân là ID loại sản phẩm ha. Rồi mã loại sản phẩm, tên loại sản phẩm, ID rồi ha. Để nhà cung cấp, nhà cung cấp cái mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, thông tin người đại diện đó. Nhà cung cấp này giống như công ty mua của công ty nào đó ha, công ty cung cấp cái hạt hàng đó, giống mình mới nói là dạng như công ty bia chẳng hạn. Nhà cung cấp thì gồm có mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, ID luôn ha. ID nhà cung cấp thì cái ID này thì cũng cũng integer. Hai cái này vô mã nhà cung cấp, mã nhà cung cấp, mã cứ cho 15 đi ha, 15 không không bị dùng luôn. Đây tên nhà cung cấp, tên thì cho nó va chạm 20 hay 200 ha. Địa chỉ, thông tin người đại diện, địa chỉ thì chắc cho dài dài xíu đi ha, va chạm cho nó 255 luôn đi. Đại diện, người người đại diện ha, người đại diện, đại diện cho nó là va chạm luôn. Tên cũng tầm khoảng 150 là thoải mái rồi. Rồi bên cái tab identify này khoa chí mình nói là ID nhà cung cấp đúng không? Ok. ID nhà cung cấp ha. Ok. Ở đây mình đã xong nhà cung cấp rồi đó. Rồi đến đại lý ha, đại lý là cái người khách hàng mua ạ. Đại lý đây. Đại lý là người mua, là khách hàng ha, cái này có thể gọi là khách hàng cũng được. Đại lý có ID là mã đại lý ha, ID DL ha. Chú ý mấy này đừng để trùng nhé. Integer check hai này vô. Rồi mã DL, mã thì cũng cho thống nhất đi 15 đi, va chạc 15 ký tự dù vậy. Không trùng luôn ha. Tên đại lý thì cứ cho tên là khoảng 200 giống như bên kia. Mã đại lý, tên đại lý, địa chỉ, số điện thoại người đại diện. Địa chỉ mình có, địa chỉ bên đây nó có rồi này, địa chỉ DL đi ha, cho phân biệt ha. Địa chỉ này cho nó 255 luôn. Điện thoại chưa dùng đúng không, bây giờ mình dùng ha, điện thoại DL luôn đi. Đó.
có thể mất công điện thoại nhà cung cấp nữa. Nếu mà thêm điện thoại nhà cung cấp thì nó còn, nói chung thì để giờ chủ động thêm chiếc điện thoại đại lý luôn đi cũng được. Điện thoại thì tầm khoảng 30 cái điện thoại thoải mái kiểu va chạc ha. Người đại diện, ô đại lý này, đấy, người đại diện cái này là nhà cung cấp này, người đại diện đại lý ha, người đại diện này mình cho nó ở đây 150 đúng không, cho nó 150 luôn. Mã tên địa chỉ người đại diện đúng không, điện thoại người đại diện. Ok, cái phần này bạn nào biết rồi có thể tua nhanh một xíu à, mình quan trọng ở cái phần mình phân tích cái bản số á, mấy cái mối quan hệ thì mình mới chính thôi, còn cái phần này thì làm nhiều nó cũng quen thôi, không có gì khó cả. Đây là gì đây, ID DL đúng không, mình đang làm từ A đến Z thì mình làm thực thực luôn ha, cái này chưa có sẵn, mình nếu mà có sẵn rồi mình sẽ review, cái này mình chưa có sẵn cho nên đây mình đang làm từ A đến Z luôn ha, cho nên các bạn chịu khó đợi ha. Các bạn nào biết rồi thì có thể tua qua một xíu ha, tua qua nhanh ha. Mấy nếu mà biết mất rành mấy cái thuộc tính, mấy cái đặt tên như này rồi thì ok thôi, tua nhanh qua. Tiếp theo là nhân viên, mã họ tên ngày sinh địa chỉ điện thoại nhân viên đây. Cũng có ID, ID là auto number. Rồi. ID đến mã nhân viên. Mã thì cũng cho 15 giống như các cái thông tin khác. Cái mã này thì cũng không cho trống luôn, không để null luôn. Bắt buộc mã họ tên, có phần bên này chọn là không để null nha các bạn. Họ tên, tên nhân viên đi. Tên cứ để 200 đi. Địa chỉ ha, họ tên đến ngày sinh, sinh nhân viên đi, cho nó thêm chữ nhân viên vô cho nó phân biệt thôi. Ngày sinh thì mình cứ để date time đi, địa chỉ nhân viên, địa chỉ cứ để 255 đúng không. Điện thoại nhân viên luôn. Đó, nó giống nhau, nó cũng điện thoại nhân viên NV này. Thông tin nó cũng gặp nhau. Nếu bạn lập trình hữu tượng thì mấy thông tin này nó cũng một cùng class, xong rồi các kia mình kế thừa thôi. Đấy, cái này là 30 ha, điện thoại là 30. Điện thoại 30 ha. Điện thoại 30. Tên là 150. Địa chỉ 250 250, địa chỉ là 200 55 đúng không? Thì anh em mình cho thống nhất thôi, không có gì cả. Ở khóa chính cho mình ở đây là ID nhân viên. Ok chưa? Rồi cuối cùng là cái đơn đặt hàng ha. Để chắc mình chỉnh cái này luôn cho nó cho đồng nhất đi ha. Tên nhà cung cấp, địa chỉ nhà cung cấp đi. Cái này đi. Địa chỉ nhà cung cấp này. Người đại diện nhà cung cấp luôn đi. Cho nó cùng loại ha. Đó. Đó, đều có, cũng tại vì cũng địa chỉ cũng người đại diện này, nhưng mà thêm chữ nhà cung cấp vô. Điện thoại đây là đại lý này, địa chỉ điện thoại của người đại lý luôn ha. Đây nhân viên này, địa chỉ nhân viên, điện thoại nhân viên này, họ tên nhân viên. Đó thì mình làm như vậy cho nó phân biệt cho nó dễ ha. Rồi cuối cùng là đặt hàng thì nó có cái mã đặt hàng này. Thì trước khi có cái mã này thì mình dùng mã này thay khỏi ID thôi. ID hoặc là mã ta, mã cũng được, vừa đại lý ID thì mình vẫn làm thường xuyên, vẫn dùng ID thôi. Thì dùng ID này. Bình thường không sao cả, ID đơn đặt hàng này là cái mình lập trình thường, lập trình lúc nào mình cũng thông qua ID thôi chứ mình không có thông qua cái mã, mã chỉ là phụ để mà kiểm soát thôi. Đấy, cũng có mã đơn hàng, không có cái mã thì mình tự đặt ra theo quy định của mình, giống như số chứng từ vậy đó. Mã đơn đơn đặt hàng lập trình thì thao tác nối bằng mã nối nha, nối để truy vấn dữ liệu bằng ID ha,
Rồi cái mã chẳng qua là mình phụ trường hợp là khi mình tra cứu thì nó sẽ thêm, nó trực quan hơn. Mã này 15 đi. Đi là mã đặt hàng rồi, cái hai thông tin này của hai cái khoa ngoại này thì mình không không đưa vô ha, có ngày đặt và ghi chú ha, ngày ngày đơn đặt hàng, ngày là date time rồi ghi chú, ghi chú ha, ghi chú cho nó ghi thoải mái luôn cũng được, cho nó để dạng test. Rồi, khoa chính của mình sẽ là ID, đơn, đặt hàng, sắp xong rồi ha. Đây, rồi bây giờ mình bắt đầu công cuộc nối này ha. Nối này, đó, chỉ lâu có phần gõ cái này thôi chứ còn khi mà đã xong cái này thì nối rất là nhanh. Phát biểu này. Phát biểu đầu tiên mà mình cần nói với các bạn đó là, xin lỗi, mối quan hệ. Thực tế xong rồi, còn quên một mối quan hệ nữa là mối quan hệ là chi tiết đặt hàng. Thì bây giờ đúng rồi, bây giờ mình đang chuyển qua làm mối hệ mà thì thực thể đủ rồi, 6 thực thể thôi. Bây giờ chuyển qua mối hệ thì giờ làm các cái mối hệ ở trên trước đi, còn mối hệ này thì làm sau cùng cũng được này. Giờ phát biểu đầu tiên này là một một loại sản phẩm ha, thì có nhiều nhiều sản phẩm, là một sản phẩm thì thuộc về một loại, ở giả dụ như vậy ha. Đó. Thì cho nên ở đây thì chính vì cái phát biểu đó thì cho nên cái phần sản phẩm này nó mới có cái mã ngoại được. Còn nếu mà dạng như là một loại sản phẩm thì có nhiều sản phẩm, một sản phẩm thì cũng có nhiều thuộc về nhiều loại chẳng hạn, thì nó sẽ là phát biểu khác, nó sẽ có một cái mối hệ khác. Và trường hợp này thì cái mã loại nằm đây rồi, nằm ở bên sản phẩm rồi, thì nó chính là cái phát biểu là một loại sản phẩm thì có nhiều sản phẩm đó, thì bên 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 nhiều nó sẽ phải chép khóa của bên một đó, cái loại mã loại này nó chép khóa thì nó nằm bên cái khóa ngoại nằm bên đây ấy, thì chứng tỏ là nó là bên nhiều ạ. Bên nhiều có nghĩa phát biểu là một loại sản phẩm thì có nhiều sản phẩm, còn một sản phẩm thì chỉ thuộc về một loại mà thôi. Đó, nó là cái đầu tiên. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái mối hệ cho cái hai cái bảng này nhá, hai cái thực thể này với nhau nhá. Đầu tiên này. Đây. Lấy mối hệ đây. Đây này. Execution đây. Thì cái này thì cái dạng này thì cứ đặt tên là loại rồi sản phẩm. Rồi ship gạch sản phẩm thôi, đặt từ bên một qua cho nó dễ. Sản phẩm. Cái này thì không không có thuộc tính gì hết à. Chỉ cần có cái tên được rồi đó. Rồi đó. Sau đó mình mới làm gì, mình mới nối qua này, mình mới kéo qua đó, bắt đầu nó rối rối nhiều rồi đó. Mình nối qua nhá, để phát biểu này, này đừng nối đây đây này đó, execution link ha, chứ không đi trực tiếp như này ha. Thường thường nhiều bạn thì cái dạng này thì cứ cầm mà cái bên loại này kéo cái bên cái dùng cái dạng như thế này đó, relationship luôn, nhưng mà mình không không muốn các bạn làm như vậy. Mình muốn các bạn là khi mà chúng ta làm cái dạng chúng ta đưa con mối hệ như này này thì chúng ta hiểu rõ hơn, tại vì nó đánh cái bản số cho chúng ta để chúng ta phát biểu nó chính xác hơn. Còn nhiều bạn là có thể dùng cái relationship này kéo từ cái loại sản phẩm qua đây là xong thì cũng ok thôi, không sai cả, không sai. Thì xuất ra cái vật lý nó vẫn đúng, nhưng mà nhiều khi bạn không rành được, không hiểu được cái bản số của nó thì nó sẽ không hiểu được vấn đề. Thì mình muốn làm cái dạng mối hệ như thế này á, để cho các bạn hiểu được cái bản số, cho nên chúng ta sẽ dùng cái association này với cái association link này. Đó, kéo đây ha, kéo đây. Đó, nó có bản số này, phát biểu là một loại sản phẩm đây, một loại sản phẩm thì có nhiều sản phẩm đây, nó đây một loại sản phẩm thì có nhiều sản phẩm đây, một loại đây, đi từ đây qua, đọc từ bên này qua mà, một loại sản phẩm có nhiều sản phẩm, ok đấy. Rồi phát biểu bên đây cái là một sản phẩm chỉ thuộc về một loại thôi đó, đối với bài này như vậy đó. Thì nó thường như thế này đó, cho nên nhiều bạn thì cần kéo cái dạng này kéo qua đây là xong, nhưng mà như vậy thì bạn không hiểu được bản số, nó không được tường minh lắm, nên các bạn nhiều khi cũng hơi 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 bị vướng ha. Đó, bây giờ tiếp theo là đến cái phần nhà cung cấp, tự nhiên có cái thực thể nhà cung cấp ở đây mà nó không hề nối với cái khoa ngoại với cái bảng nào cả, cái thực thể nào cả, thì chứng tỏ ở đây nó bị thiếu á. Theo như mình phân tích thì thường thì nó nằm trong phần loại ha, nhà cung cấp thì cũng có theo loại, thì nếu mà có thì nó sẽ nằm trong cái chỗ này ha, sau sau cái tên loại này đó, thì nó sẽ phát biểu là một nhà cung cấp thì cung cấp nhiều loại sản phẩm, một loại sản phẩm này thì thuộc về một nhà cung cấp mà thôi. Thì chỗ này ở đây thì nó sẽ có thêm cái loại sản phẩm này, nó sẽ có thêm một cái khoa ngoại, nó là mã nhà cung cấp ở đây. Đó. Thì các bạn nghe cái phát biểu mình nói đó, đây mình tạo ra một cái mối hệ ở đây ha, đây
thì nhà cung cấp ha, nhà cung cấp đó, loại sản phẩm viết rất là tường minh ha. Ok rồi, phát biểu này, một nhà cung cấp thì cung cấp nhiều loại sản phẩm, một loại sản phẩm thì thuộc về một nhà cung cấp, đây một nhà cung cấp đây đó. Thì muốn cho các bạn hiểu rõ cái bản số này như vậy, thông qua cái mối hệ thì nó có bản số, và có cái bản số thì chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề hơn. Và một loại sản phẩm chỉ thuộc về một nhà cung cấp thôi đó, ví dụ như vậy. Còn nếu trường hợp là người ta nói là một loại sản phẩm thuộc về nhiều nhà cung cấp, đây là một N nữa, thì nó sẽ là chuyện chuyện khác nữa đó. Nó là chuyện khác, thì đây đơn giản hơn thì mình cứ làm cái dạng là một nhà cung cấp thì cung cấp về nhiều loại sản phẩm, và một loại sản phẩm này thì thuộc về một nhà cung cấp thì thôi đó, loại sản phẩm đặc thù giả dụ vậy. Còn nếu mà bây giờ, nếu mà trong còn trong trường hợp là bây giờ mình, nếu mà bây giờ mình muốn nhà cung cấp này cung cấp cụ thể ở đây, mình đang nói về đây về một cái loại loại sản phẩm mà nhà cung cấp thì cung cấp một loại sản phẩm. Còn nếu mà nhà mình có thể xét là một nhà cung cấp này cung cấp cái cụ thể một cái sản phẩm cụ thể luôn cũng được. Ở đây thì nối, thay vì nối với sản phẩm, loại sản phẩm thì bây giờ mình nối nhà cung cấp với cái sản phẩm luôn. Nhưng trường hợp này mình muốn là nhà cung cấp này cung cấp một loại sản phẩm đi cho nó dễ. Nó giả dụ như vậy. Tiếp theo là đến đại lý. Đại lý thì nó nối với cái phần đặt hàng đúng không? Đại lý nối vào đặt hàng thì nó với nhân viên cũng nối vào đặt hàng luôn. Từ đây hai thằng này xin đây ha, nó đầu nó cái nào đại lý nằm giữa đi, các cái loại sản phẩm xoay qua đây đi, tại vì khi xíu nữa là mình sẽ bắt đầu nó nối nối hơn rồi đấy. Đừng để nó đôi dây nó bị rối, làm sao nhìn nó dễ nhìn xíu ha. Đó. Đại lý mới đơn đặt hàng thì xíu nó phải liên quan đến sản phẩm mà. Đại lý thì liên quan đơn hàng ha, thì cái ở phát biểu đây thì một đại lý thì đặt tạo nhiều đơn đặt hàng ha, đặt nhiều đơn đặt hàng, thì cho nên mình sẽ nối đại lý này với cái thực thể đặt hàng. Đây cho nó một cục đây, một đường nối đây, đại lý đơn đơn đặt hàng ha, đây làm trực tiếp nha, không phải review, cho nên nó làm nó hơi lâu, mất thời gian xíu, cho nên bạn nào rảnh thì cứ kéo qua ha. Đó. Thì đây phát biểu là một đại lý thì đặt nhiều đơn đặt hàng. Đây một đại lý đây. Đó, đây cách của mình. Yên tâm mình là dạng dân lập trình ha, lập trình về phần mềm máy web thì mình làm không có vấn đề gì ha. Rồi, một đơn đặt hàng thì thuộc về một đại lý nào đó thôi, cụ thể thôi. ID duy nhất thôi, tại vì không thể nào mà đơn đặt hàng trùng cho người khác được. Tất nhiên mình có nhiều đơn đặt hàng, nhưng mà mỗi lần mình tạo ra một đơn hàng thì nó sẽ có ID khác nhau, thuộc về một cái đại lý nào đó. Thì đại lý này chính là một khách hàng đó, giống như mình đi ra ngoài mua siêu thị rồi đó, thì mỗi khách hàng thì mua một cái ID hóa đơn khác nhau, chỉ có duy nhất một lần một cái một thôi, chứ không có thể nào mà có cái ID hóa đơn thứ hai được. Thì đây là một đại lý này thì đặt nhiều đơn đặt hàng, mà trong một đơn đặt hàng thì thuộc về một cái đại lý ha. Rồi đến tiếp theo trong đặt hàng này phải có nhân viên, thì khi mà cái ông đại lý này, ông khách hàng có đặt hàng thì phải biết nhân viên nào xử lý cái chuyện này đó, thì nó có thể có thêm ở đây nữa. Đây à, nhân viên với đơn đặt hàng, đơn đặt hàng đó, đại lý với nhà đặt hàng, bây giờ đến nhân viên với đặt hàng thì phát biểu là một nhân viên thì lập nhiều, ây da lỗ rồi, một nhân viên thì lập nhiều đơn đặt hàng, một đơn đặt hàng thì chỉ thuộc về một nhân viên mà thôi, thì giống như khách hàng thôi. Một đơn hàng chỉ thuộc về nhân viên nào thôi, tại thời điểm chỉ có một nhân viên nào đó nhập thôi, không nhân viên này thì nhân viên khác thôi, chứ không thể nào mà hai nhân viên cùng nhập cùng lúc được đó. Một nhân viên thì lập nhiều cái đơn đặt hàng, thì hàng ngày đấy cái ca trực đó là ca trực đó của ai thì người đó nhập thôi, thì cứ nhập bình thường,
Nhưng mà cái đơn đó thì cũng chỉ thuộc về một người người nhân viên cụ thể nào đó thôi. Cho nên trường hợp đây thế là như thế vậy ha. Mình đưa đặt hàng là mình đã có nối được với hai cái thực thể đó, là nhân viên và đại lý rồi đó. Đây, đơn hàng nối được hai thực thể là nhân viên đại lý này. Rồi cuối cùng là cái phần cuối cùng mà quan trọng nhất của ngày hôm nay mình muốn nói đến, đó là cái phần chi tiết đặt hàng này. Đó, chi tiết đặt hàng này nó là mối hệ mà phát biểu là nó hơi đặc biệt. Bình thường cái này cứ 1N là 1 1 đúng không? Thì bây giờ cái cuối cùng này nó sẽ là đặc biệt khác, nó sẽ là 1N và 1N. Có nghĩa là gì? Cái là một một sản phẩm này thì nó có nó nằm trong nhiều cái đơn đặt hàng. Đó, nó cái sản phẩm mới đơn hàng nó đang quan hệ với nhau này. Cái này nó phải tự dưng nó sinh ra thôi nha. Nó sinh ra được cái chi tiết đặt hàng này, nó phát biểu là nó nối nhau từ cái thực thể đặt hàng và thực thể sản phẩm này ha. Nó phát biểu là một sản phẩm thì có trong nhiều cái đơn đặt hàng, một trong cái đơn, một cái đơn đặt hàng này thì chứa nhiều cái sản phẩm này, cho nên sinh ra được cái mối hệ đó là chi tiết đặt hàng đó. Cho nên đặt tạo bây giờ mình tạo ra một cái thực thể đây ha, thực thể tên là chi tiết đặt hàng. Đó, khúc này bây giờ mới hay, khúc cuối này nó hay cái này đây, để giống giống này hay dễ nhìn này. Ở đây này đó, giờ chốt vấn đề nằm chỗ này thôi. Cái này ta tên là gì? Giờ mình không đặt tên theo kiểu là tên của bảng này ở tên thực thể này nối với thực thể kia nữa, mà mình đặt tên một cái đơn vị. Tại vì khi mình xuất từ cái này này, từ cái vật lý này, từ logic này sang vật lý thì nó sẽ thành một cái thực thể, một cái bảng luôn mà. Đó, một cái thực thể luôn, một cái bảng dữ liệu luôn, cho nên mình sẽ đặt tên nhân từng minh cho nó xíu ha. Đó là chi tiết đó, không có kiểu kia, nó là chi tiết đặt hàng đó, chứ không 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 phải là theo cái dạng là mình nối tên tên của cái bảng thứ nhất nối tên bảng thứ hai đâu, thực thể thứ hai đâu, mà mình đặt tên hẳn cho nó cụ thể luôn là chi tiết đặt hàng luôn đó. Rồi trong cái chi tiết đặt hàng nó có cái thuộc tính là gì? Nó có hai mấy thuộc tính đây. Thuộc tính là số lượng này, ngày giao hàng, đơn giá, số lượng thì đây là số thôi, số cụ thể number bình thường, number là integer được rồi. Ngày giao, cái này giao, nếu mà ngày giao nằm trong chi tiết này thì nó sẽ giao giao riêng từng món, giao riêng từng món. Nếu mà ngày giao nằm trong cái phần là ngày giao mà nằm trong đơn đặt hàng này thì giao chung một lần. Nhưng mà nếu mà ngày giao nằm ở trong cái phần chi tiết đặt hàng này thì có thể là giao từng từng cái mặt hàng này này, có thể có những ngày giao khác nhau, là giao giao lẻ đó, giao riêng đó. Thì ngày giao này đó nó cũng một cái thuộc tính là ngày giao thôi, nhưng mà nó nằm ở đâu? Nằm ở trong chi tiết này thì nó sẽ giao theo kiểu là giao từng cái từng sản phẩm này nó có cái ngày giao khác nhau. Còn nếu mà để ngày giao ở trong cái đơn đặt hàng này á, trong cái đơn đặt hàng này thì nó sẽ giao một lần luôn đó. Để có thể giao khác nhau thì thường vậy. Đặt hàng mà đặt hàng thì lúc nào nó đâu thể đồng nhất được, đặt hàng đặt trước thôi thì ngày giao có thể tôi giống như kế hoạch mua vậy đó, nó đâu thể nào có sẵn nó cung ứng được ngay, thì nó đặt trước thôi thì ngày giao cái nào có sớm thì giao sớm, cái nào có muộn thì giao muộn. Ngày giao, số lượng, ngày giao hàng và đơn giá ha. Đơn giá thì nó là number money đi ha, money số này dòng tiền ha. Đó, số lượng, ngày giao, đơn giá. Cái này ghi thế này, khi kỳ kỳ chuyển lên cái đơn giá lên trên đi. À, số lượng, đơn giá, ngày giao đi, ngày chúng chữ cùng đi ha, cho nó dễ dễ nhìn thôi. Cái này có tên rồi nhá, có thuộc tính nhá. Tên này thì dạng là một cái, mình nhắm nó sẽ trở thành một cái bảng dữ liệu, cho nên mình sẽ đặt tên cho nó dễ nhìn một xíu, cho nó ok một xíu ha. Ở đây là các thuộc tính của cái mối hệ đó ha, đây là thuộc tính của mối quan hệ chứ không phải là thuộc tính của thực thể nha. Đây lúc này đang là mối hệ thôi, nhưng mà cái mối hệ này nó sẽ chuyển qua vật lý thì nó sẽ trở thành một cái bảng dữ liệu ha, bảng dữ liệu luôn. Đây mình chú ý cái phần này, chú ý cái phần đặt tên phát biểu này. Một sản phẩm thì có nhiều, nằm trong nhiều cái đơn đặt hàng, và một trong một cái đơn đặt hàng thì có nhiều sản phẩm. Đây là 1N 1N, và đây cũng là 1N đó. Hàng này thì không thằng nào chỉ chép khóa nào hết đó. Thì theo nguyên tắc là bên nhiều đúng không, bên nhiều thì sẽ chép khóa của bên một đó, chép khóa bên một. Còn hai cái nặng như thế này thì nó sẽ không thằng nào chép khóa thằng nào hết. Các đơn đặt hàng nó cũng không chép khóa của sản phẩm, mà sản phẩm cũng không chép khóa của đơn đặt hàng, mà cái thằng chi tiết đặt hàng này nó sẽ tạo ra thành một cái bảng mới, và cái bảng này sẽ chép khóa của hai thằng vừa làm khóa ngoại, và đồng thời thì hai khóa này làm khóa chính của chính nó luôn ha. Thì bây giờ là mình đã hoàn thành xong được cái LD
mức logic rồi ha, LD mức logic đó hoàn toàn ok ha. Bây giờ mình sẽ chuyển từ cái LD mức logic này, mình sẽ chuyển qua LD mức vật lý coi nó có giống, nó có khớp được như thế này không ha. Nếu nó khớp như này là ok ha. Tất nhiên ở đây nó bị thiếu ha, thiếu mình bổ sung thôi. Rồi mình chuyển ha, thì chuyển mình vô trong tool này, rồi mình chọn là render render physical data model ha. Thì đây thì mình thường là dùng SQL Server, các bạn có thể dùng MySQL ha, nhưng thường mình sẽ dùng SQL Server. SQL Server đây thì cao nhất ở đây mình cài đến 2012 rồi đó, nhưng mà đây nhận đến 2008 thôi. Rồi tên để nguyên ha, để nguyên ok. Ok ha. Ồ, ngon lành ghê, không hề báo lỗi bất kỳ một cái gì hết, không hề có một lỗi gì ở đây cả. Chuẩn ha, xịn ha. Thầy giáo mà sao làm sai được, sai thì test à. Sao mà sai được. Đó, đây là hoàn toàn chuẩn ha. Đó, nhà cung cấp thì cấp loại sản phẩm, rồi loại sản phẩm thì có nhiều sản phẩm, rồi cái đại lý thì có nhiều đơn đặt hàng, đơn đặt hàng thì biết nhân viên nào lập đó. Rồi trong đơn đặt hàng với sản phẩm thì nó có một cái chi tiết đặt hàng như thế này đó, thì một sản phẩm thì có nhiều trong nhiều đơn đặt hàng, mà trong một cái đơn đặt hàng thì có nhiều sản phẩm thì nó chia ra chi tiết. Thì đây là hoàn toàn chuẩn, chuẩn ok, lưu lại ha. Thì cái này bạn nhìn thấy không, tất cả những này khi mà xuất ra cái đây là LD mức mức logic, mức vật lý ha, thì mình nhìn thấy nó hoàn toàn khớp với cái này thôi, không sai cái gì cả. Cái là khóa chính khóa ngoại. Ở đây thì cho thiết kế thì tôi thêm ID thôi, nhưng mặc định thì nó chỉ các bạn ở đây thì làm nó chỉ có cái mã thôi. Đến cái mã thì mà tôi lập trình thật sự thì lúc nào tôi phải thông qua ID hết, nên nó có thêm cái ID thôi đó. Thì cái này hoàn toàn khớp với cái phân tích của mình đang đang làm đây ha. À quên, ở đây thì nó nối ở đây thì hơi nhiều ha. À quên, xin lỗi một xíu. Cái này khớp nhưng mà do cái bên bên cái bên kia mình chọn đến hai khóa chính thì nó nối lần, khi mà nối qua đây thì nó ngoài cái chuyện lấy ID qua đúng không? Nó còn khuyến mãi thêm cái mã hả? À ok, thì mình chỉ làm một xíu thôi. Vậy là cái phần này này, cái phần bây giờ thì mình chỉ làm một xíu. Có nghĩa là cái khóa này thì thay vì mình chọn lần hai khóa thì thôi bỏ bớt ra một cái. Nó thông minh quá, nó hiểu lấy thêm. Thực tế là mình khi làm mối hệ thì mình nó muốn là cho nó phân biệt thôi. Để phân biệt luôn thì ID thì hiển nhiên là phân biệt rồi, cái mã để phân biệt luôn thì mình chọn luôn cũng được. Nhưng mà giờ mình chọn luôn thì khi mà nó mới cụ đây này, khi mình đi qua vật lý thì nó ngoài chuyện mà nó chép cái ID thì nó còn chép thêm cái mã nó khóa chính này nữa, thì cũng hơi 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 rối. Nó không sai ha, không sai mà hơi thừa thì mình có thể vô đây mình bỏ bớt đi, mình chạy lại ha, bỏ bớt lại đi. Đó, thử chạy đi, bỏ bớt lại đi một cái, bỏ mờ đi, bỏ bớt mờ đi ha. Đó, ok. Đó, cho nó nhẹ nhàng hơn một xíu, để không à, để n m khỏi cái không cho nun mà à, chỉnh đi. Nếu mà mình đâu cho nun đâu thì n m là nun đó, là không cho nun ha, còn bỏ p thôi. Đến mà mình chạy thử tiếp, thì chạy thử tiếp ha. Đó. Thì đấy mình cố tình như vậy, nhưng mà giờ nó qua, nó nếu khi nó chuyển qua vật lý thì nó khuyến mãi nhiều quá, thì không nên để cho m ra là không đun ha, m là không đun. Còn cái b đây thì nó thành khóa chính thì nó cũng dư ha, dư thừa nên thôi mình bớt đi một xíu. Thì khóa chính ở trên được rồi, còn cái dưới đây thì mình không cần khóa chính nữa, để khi mình nối qua nó bớt bớt khóa lại, dùng ID chính là được rồi. Đó, thì bạn có thể tham khảo cái cách dạy mình sửa lại như vậy ha. Đó, sửa lại như vậy thì mình cần bỏ cái khóa chính này ra, bỏ cái vi này ra mở đây ha, mở là không được nun nữa các bạn. Đó, bỏ cái mã ra, bỏ cái b này ra. Đó, thì chúng ta phải gặp những trường hợp như vậy, chúng ta mới phát hiện, chúng ta xử lý coi, thì coi ổn không. Đó, cái bài thì xong rồi đó, nhưng mà nó khi mà chuyển qua thì nó hơi dư dư cái khóa khóa chính nha, dư khóa chính nó nối hơi dư xíu, thì cần một khóa chính thôi. Đây này, loại rồi nhá, phẩm khóa chính rồi nhá, nhân cấp một khóa chính nhá, cái này đại lý một khóa chính nhá, tự làm khóa chính nhá, nhân viên một khóa chính nhá. Rồi chị lại thử coi,
Ổn chưa? Đó, M là không đun ha, M là không đun. Rồi ha. Giờ mình chạy lại ha. Update vô lại ha, update vô lại này. Ok ha. Đây bạn thấy nó chạy rồi, nó chạy lại cho nên nó hiện lại thôi, không sao cả. Đó, thì bây giờ bạn thấy không? Đó, thì bây giờ là bắt đầu từ nhà cung cấp này, thì cung cấp lại sản phẩm đi. Thì cái lại sản phẩm này bên nhiều chính là phải chép khóa của bên nhà cung cấp thôi. Nó chép khóa là ID nhà cung cấp đây. Đó. ID nhà cung cấp đang lấy ID nhà cung cấp và nó không lấy cái mã nữa. Đó là ID thôi. Thì là một loại sản phẩm thì có nhiều sản phẩm đây, thì cái bên sản phẩm này nó chép cái mã loại sản phẩm, cái ID loại sản phẩm đây. Đó, nó không không chép cái mã sản phẩm nữa, mã loại sản phẩm nữa. Đó, nó né bớt ra đi, đỡ đỡ rối ha, đỡ rối. Rồi bên đây tiếp theo là đại lý mấy đơn đặt hàng vậy. Một đại lý thì đặt nhiều đơn đặt hàng thì nó chỉ có ID đại lý này. Đó. Rồi bên nhân viên này, một nhân viên đặt nhiều đơn đặt hàng thì nó có ID nhân viên thôi, nó không lấy thêm cái mã nữa. Lúc nãy thì nó lấy thêm cái mã cho mình đặt cái khóa chính nhá. Lấy thêm cái mã nữa. Rồi bên đây cái là gì? Một đơn đặt hàng thì có nhiều sản phẩm, một sản phẩm có nhiều trong nhiều đơn đặt hàng thì nó ở đây nó chép này. ID sản phẩm này, ID đơn đặt hàng. Đó. Thì hai cái này là hai khóa ngoại, nhưng đồng thời là chính cái bảng chi tiết đặt hàng này thì nó có hai khóa chính cùng lúc ha, hai khóa chính cùng lúc. Còn các cái bảng này đều là một khóa chính thôi, một khóa chính thôi. Còn các cái khóa còn lại là khóa ngoại. Thì bây giờ cái khóa còn lại là khóa ngoại thì nó chỉ lấy cái ID thôi thay vì lấy mã. Nếu mình chọn cả cái mã làm khóa chính á thì nó lấy cả hai lần hai cái, vừa ID vừa mã thì không sai, nhưng mà nó rối, nó dư thừa, không cần thiết. Cho nên mình phải cần nên chuyển qua cái dạng là mình bớt lại ha, mình vẫn để M ha, check M thôi, còn N, chữ B mình bỏ ra, B là khóa chính á, còn M là không nôn ha, không nôn. Vậy là chúng ta chuyển qua từ cái LD mức logic sang vật lý hoàn toàn ok ha. Tiếp theo là bước thứ ba là mình sẽ chuyển RainRate database ha, mình sẽ chuyển qua SQL đây. Thì mình chọn đường dẫn mình lưu ha. Đây, ok, quản lý đơn đặt hàng, đơn đặt hàng đó, đơn đặt hàng bây giờ ở đó ok ha. Cho nó Unicode đi ha, chọn là Unicode đi, Unicode UTF-8 này đó, UTF-8 mà em có UTF-8 đá để mình gọi tiếng Việt được thôi, không có gì cả. Đó, nhớ chị có format UTF-8 mà. Đó, ok. Ồ, ok, hoàn toàn ok. Rồi, đó sau đó mình đã chuyển qua được cái file SQL là như thế này rồi. Thì bây giờ từ cái file SQL này mình mới setup nó vào trong cái database SQL server thôi. Tiếp theo, nhưng mà bây giờ trước khi setup qua thì cái kiểu dữ liệu mình thường mình hay làm á, thì đó là cái này nó không có, nó chỉ là va chạc thôi, nó không phải n va chạc mà mình muốn gõ dấu tiếng Việt được á thì mình sẽ phải thay thế tất cả các cái va chạc này đó. Cần chôn hát này đó, cần chôn hát là thay thế ha, thay thế từ va chạc ha. Các bạn có nào đã xem nhiều clip của mình thì các bạn có thể xem lại ha, xem lại các cái clip trước cũng vậy thôi ha. Va chạc đổi qua n và share. Đó, cái kiểu số cái lượng ký tự thì vẫn như nguyên, mình đổi va chạc hay n va chạc thay vì mình ngồi sửa hết cái này, thì bây giờ mình chỉ cần là chạy thôi, chạy cái dòng thay thế này như thế này này, va chạc. Đó, đổi thành n va chạc xong. Một lần thôi, ấn một lần thôi. Nhớ nhớ lưu lại là cái chọn cái encode cái test nó là UTF-8 mà. Trường hợp mình chúng ta gõ dấu tiếng Việt. Hay là va chạc. Rồi sau đó bây giờ mình mới sau khi ok rồi thì bây giờ mình mới mở SQL Server lên như thế này, là mình sẽ setup vào trong cái một cái database. Ở đây mình đang chọn là mình setup bằng SQL Server 2.8 đúng không? Nhưng mà đây là mình sẽ dùng 2.12 là ok không? Vấn đề gì hết ha. Thì trong cái VolleySigner thì nó nhận đến 2.8 thôi. Nhưng mà hiện giờ mình cái bản ở đây mình đang có là 2012 rồi, không sao cả. Và thêm một bước nữa chưa xong nha, mình sẽ setup cái test sweep SQL này vào trong cái server xong rồi thì mình phải chỉnh thêm cái auto number ha. Tại những cái khóa chính mình đang chọn đây là ID này á, thì ở đây nó không có auto number ha, thì mình phải chỉnh thêm một bước nữa là auto number trong cái phần SQL server thì mới xong ha.
Đó thì cái phần đầu là cái phần phân tích thì nó là mới một xíu, còn các cái bước còn lại xử lý như thế này thì các bạn có thể xem lại các cái clip trước đó thì đều giống nhau, từ chuyển qua vật lý bằng cách nào, rồi sau đó từ vật lý chuyển qua SQL SQL như thế nào, rồi sau đó setup vào một cái database như thế nào, một cái hệ quản trị cơ sở liệu nào, sau rồi mình mới chuyển cái khóa chính như thế nào ha, đổi auto number như thế nào, thì các clip trước thì cũng như nhau, không không có gì mới cả ha. New database ha, mình phải new database thôi, tại vì nó đâu có dòng lệnh create database đâu, thì mình phải tự tạo ra một cái database trắng ha, sau đó mình mới mới run cái script đó. Database tên là quản lý đơn đặt hàng. Ok rồi ha, lý đơn hàng xong rồi thì bây giờ mình sẽ run sweep cho nó ha, mở open này thì nó nằm trong picture nhiều quá đối phân tích cái hệ thống đây. Đây không phải, đây 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 đơn hàng đây đó, mình dùng chọn đúng cái đơn đặt hàng mình mới tạo ra ha, mình nhấn đây thì nhấn execute này, xong hoàn toàn ok, nãy giờ không hề báo lỗi một cái gì hết ha. Đó. Nhớ mình nhớ trước khi run script đó phải đổi từ cái va chạc thành n va chạc thì mình mới gõ dấu tiếng Việt nha. Đây để các bạn mình đã có trong SQL Server rồi ha, mình có thể new diagram để xem thử coi nó có nối đời nối vô chưa ha, new một diagram ta xem thử coi. Đó, nối hoàn toàn ok ha, là đẹp. Đây sắp xếp đây ha. Render vào đúng rồi. Đây. Nhìn đẹp không? Nhà cung cấp loại sản phẩm, loại sản phẩm có sản phẩm. Sản phẩm thì có nhiều đơn đặt hàng đây, đơn hàng có nhiều sản phẩm đây. Rồi nhân viên với đại lý đây. Đại lý nhân viên thì đại đơn đặt hàng thì biết đại lý là đơn hàng của đại lý nào, cái đơn đặt hàng là biết nhân viên nào lập đó, thì mình đó 15% của hơi nhỏ ha, đó 5 75% đây, đây như thế này ok ha, xong hoàn toàn là ok. Giờ một bước cuối cùng mà các bạn cần cần làm trong đây thì các bạn chỉ cần là chi tiết không cần ha, chi tiết là vì hai cái này đều là khóa chính mà nó là khóa ngoại, nhưng mà hai cái này là khóa phụ thuộc ha, nó không phải là auto. Bắt đầu từ đại lý trở đi thì mình phải làm cái auto này đây đó, để tìm đến cái thuộc tính, cái database này hoàn toàn ok ha, các bạn có thể nhập dữ liệu vô thoải mái ha. Đây này identify đây yes này đó, đó chọn cái này này ha. Tăng mỗi lần tăng là tăng một đơn vị thôi ha, rồi lưu lại xong một chú đó cái khóa chính nha, đơn đặt hàng, đơn đặt hàng cũng vậy, cũng tạo cho nó một cái khóa chính ha, auto number auto số, khi mình nhập vô thì mình sẽ không cần phải gõ số tự động nó chạy ha, tăng lên một nữa ha, ngoài bên cạnh cái hàng mã thì mình thêm cái thằng ID này thì nó rất là hay, lập trình thực tế thì nó mới chạy ngon lành. Cái mã này mình thêm để mình quản lý ha, mình theo dõi, mình truy vấn, mình tự tạo ra, mình tự đặt theo cái cách của mình. Nhưng còn cái ID là cái dạng số mà nó tự động nó chạy để phân biệt định danh giữa các cái thông tin trong một bảng ha, các cái record đó. Đây là mình làm thực tế, cái này chưa chưa có sẵn cho nên chưa có review được, cho nên làm dự án nó dét luôn á. Rồi quả mà cuối cùng là bản sản phẩm ha. Rồi xong.
Bây giờ bạn nào có thể test ha, bạn này hoàn bài này xong rồi đó. Bây giờ bạn nào muốn muốn test thì bây giờ mình sẽ tạo, được đầu tiên tạo cái loại sản phẩm trước, sau đó mình chuyển qua tạo cái đúng nguyên tắc ha. Cái bên cha thì bên bên nào sinh ra trước thì phải tạo ra trước, đúng nguyên tắc bên nào sinh ra trước thì tạo ra trước. Đây mở diagram đây, thì theo nguyên tắc này thì cái thằng nhà cung cấp phải có trước này, cung cấp loại sản phẩm, thì tại vì cái loại sản phẩm này phụ thuộc nhà cung cấp, cho nên nhà cung cấp mà chưa tạo ra thì nó sẽ không tạo ra được, cho nên đầu tiên nó phải tạo nhà cung cấp trước. Sau khi có nhà cung cấp rồi thì tạo được sản phẩm, có sản phẩm rồi tạo được sản phẩm, có sản phẩm có được loại sản phẩm rồi thì tạo được sản phẩm, có được sản phẩm rồi có được đơn hàng thì mới tạo được chi tiết đó. Và muốn có cái đơn hàng này thì phải có nhân viên, có đại lý đó, như vậy đó. Cho nên bây giờ ba cái bảng mà mình có thể tạo đầu tiên đó là nhà cung cấp này, đại lý và nhân viên, tại vì ba này nó cấp rìa bên ngoài bên cùng, thì ba thằng này là được quyền tạo đầu tiên, không phụ thuộc bất kỳ bên trong này đó. Mình nói lại ha, cứ là muốn tạo được cái này đầu tiên phải có nhà cung cấp trước, mà có nhà cung cấp thì mới tạo được cái loại sản phẩm, có được loại sản phẩm thì sẽ tạo được sản phẩm, có được loại sản phẩm rồi có được đơn đặt hàng thì mới tạo được chi tiết. Cái chi tiết này phụ thuộc cả hàng này, mà cái đơn đặt hàng này muốn có được cái đơn hàng thì có được đại lý và có được nhân viên đó. Cho nên cái đầu tiên mình có thể là tạo được cái nhân viên, tạo lại đại lý trước đó. Là nhân viên đây, nhân viên đây, nhân viên tạo ra là nhân viên đây, new edit này đó. Nhân viên ID này tự nhập ha, ID này tự nó tự động nó chạy ha. Mình ghi đây là dạng như mình demo luôn á, NV 01 tên, gọi tên vô ha, Phạm Quang Sáng ha, đó, ngày sinh đó, địa chỉ Nhà Bè, thành phố Cam Ranh, Hồ Chí Minh, thoại 0989 rồi 2XX đó, ví dụ vậy. Rồi mình xin để luôn ha, tại vì thông tin cá nhân không không muốn đưa ha. Rồi một chí xong ha, đấy, nhân viên này xong rồi này, tiếp theo là nhân viên xong rồi thì đại lý cũng phải xong luôn ha. Đại lý đây, đại lý là tên là cửa hàng thôi, cửa hàng vậy như là Hải, mã cửa hàng là Hải Nam Shop chẳng hạn này, viết tên của mình đây đó, tên cửa hàng là Hải Nam Shop chẳng hạn này đó, địa chỉ Nhà Bè, thành phố Hồ, chứng minh các bạn là nhập dữ liệu ok luôn ha. Đó, người đại diện là Quang Xé, ví dụ vậy nè. Đó, xong ok ha. Đó là lý này, có nhân viên này, có đại lý này, nhân viên xong rồi nhé, đại lý xong rồi nhé. Tiếp theo giờ nhập đến nhà cung cấp thôi. Bây giờ mà thì đã có nhân viên có lý rồi, mình tạo đơn hàng được rồi đó. Nhưng mà mình trước khi tạo đơn hàng thì mình nên tạo nhà cung cấp trước. Cấp luôn nhà cung cấp đây, giờ mình hay nhập hàng của mình luôn đi. Cà phê Anh Nguyên chẳng hạn. An Anh Nguyên, mình nhập hàng đó, nhập hàng của cái đại lý này ha. Đại lý thì Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ha. Đó, mình đang nhập liệu thật hoàn toàn bình thường ha, thuộc Đắk Lắk Hoàng Văn Tá đó, người thật luôn ha. Lên nhập cà phê của bên ở trên Đắk Lắk xuống là mình bán hàng, mình tạo ra một cái thương hiệu riêng ha. Mình lấy cà phê hạt mình xay thành cà phê bột, mình làm công thức riêng của mình ha. Cà phê Nguyên nâng cấp xong rồi ha. Tiếp theo là cung cấp thì cung cấp gì, cung cấp loại sản phẩm đó. Cà phê bột, cà phê hạt, giả dụ vậy. Đi nhà cung cấp được loại sản phẩm thì ID nhà cung cấp thì mình đang có rồi nè. Cái ID loại sản phẩm này tự động nó chạy, nhưng ID nhà cung cấp này mình phải nhập vô. Đó, đầu tiên anh cũng nên nhập cấp lại là ID 1 ha. Đó, ghi số 1 vào đây, bắt buộc phải ghi rồi. Đó là nối đang mối quan hệ mà. Đó, thì mã là sản phẩm thì mình cà phê bột, cà phê hạt đi. Cà phê bột này. Cà phê hạt trước đi ha, cà phê hạt. Cà phê hạt Arabica. Cũng này cung cấp này luôn, nhưng mà cà phê hạt
hạt A đúng không? Đây hạt Robusta đi, Rho R này. Hạt A đi, hạt A Arabica này. Cà phê hạt Robusta đó. Yeah, có phải hai loại sản phẩm mà cà phê bao bột, cà phê hạt đó. Tiếp theo là cà phê bột nữa ha. Ok, tùy thôi. Đang làm demo rồi mà. Để có loại sản phẩm rồi thì tiếp theo lại là sản phẩm. Sản phẩm ở đây là sản phẩm này nó tự động nó dạy rồi. Cái loại sản phẩm này là sản phẩm mình đang có đây là cà phê hạt trước đi đúng không? Đây loại sản phẩm là một đây, là cà phê hạt Arabica. Hai là loại sản phẩm số 2 là cà phê hạt Robusta. Giờ cà phê loại sản phẩm đây là cà phê bột này, cà phê hạt Arabica trước này. Một đây là Arabica này. Mã sản phẩm này là cà phê hạt cà phê hạt này thì có mấy bao nhiêu loại, thường thường Robusta mình có mấy loại, loại 6.3 ly, 7.6.3, 7.1 ly ha. Arabica này chỉ có một loại thôi. Đó. Để có loại thôi ha, cái hạt hạt A đây. Cà phê hạt A là Vika đó, loại 1, loại 2 gì đó, được tính là kilogram chẳng hạn đó. Cũng là ID sản phẩm số 2 thì nó tự động chạy rồi. ID loại sản phẩm số 2 là số 2 là cà phê hạt Robusta, cà phê hạt R này. Thì Robusta mình có hai loại. Loại thì có hai loại cà phê bột, cà phê chắc để này thương nhắc hơi hơi kỳ. Cái cà phê hạt đi, cà phê hạt khỏi Ada gì đó, cà phê hạt được rồi cho nó hay hơn đi. Cà phê hạt bao gồm cả hạt hạt gì được, tại loại mình lấy cái cấp cao hơn một xíu ha. Cái cần này cái cà phê bột đi ha, cà phê hạt với cà phê bột này. Đó, cho nó xịn xịn, cho nó xịn sò hơn một xíu đó. Nhập dữ liệu vô nó cũng có cái, khi mà phân tích dữ liệu nó cũng có một cách của nó bột đó. Đó, cái là bán ông cái đại lý cái nhà cung cấp này bán hai loại ha, cà phê hạt cà phê bột đi đó. Trong cà phê hạt có những loại nào, cà phê bột có những loại nào đó, thì cái loại sản phẩm số 1 này là cà phê hạt, loại sản phẩm số 2 này là cà phê bột. Giờ mình bán sản phẩm đây này, cả sản phẩm loại sản phẩm số 21 này là cà phê bột đó, cà phê hạt này. Hạt thì mình có hai hạt này, hạt Arabica này đó. Số 1 tiếp đâu, số 1 tiếp theo luôn cũng là sản phẩm số 1 là hạt, cũng là hạt, nhưng hạt này là hạt gì đây, hạt Robusta này đó. Đó bây giờ thì nó hợp lý hơn này, cà phê hạt Robusta 6.3 ly là 6.3 ly này đó, cái size lớn size nhỏ thôi. Thì cái này là kilogram này. Đó cũng là sản phẩm số 1 luôn, là cũng cà phê hạt luôn, đó. Đó, cũng là một một vẫn là hạt ha, một vẫn là hạt. Thì hạt này thì chỉ cà phê hạt R6 ha, R7 đi. Cái này là R6. Đó, tùy mày đấy thôi. Đó, tiếp theo là cái này là cà phê Robusta 7.1. Loại đây loại lớn hơn, size lớn hơn ha, kilogram, đó. Tiếp theo thì sản phẩm nhiều ha, thì có là bột rồi, đến đây là hạt rồi đúng không? Đây tiếp theo là bột. Bột thì loại sản phẩm số mấy đây? Bột kia là loại sản phẩm số 2. Đây loại sản phẩm số 2 đây. Đấy cũng thuộc nhóm gấp này thôi, nhưng mà loại sản phẩm số 2 thì đây chính là loại sản phẩm số 2 đây, đó. Các bạn thấy hình dung được không? Cà phê bột. Đó, bột. Phê bột. Bột. Bột cái gì đó là dù vậy, kilogram, đó. Thì đấy mình đã nhập dữ liệu cho bạn xem thế sao thế đó. Bột mà bột Arabica hết, hoặc là bột Robusta hết, hoặc là bột Arabica AR, AR cái là Arabica Robusta. Đó, cái bột hoặc là Arabica riêng, Robusta riêng. Đó, và Robusta đó. Vậy đó. Đó. Thì mình đã nhập dữ liệu hoàn toàn ok ha. Đó. Từ nhà cung cấp đến loại sản phẩm, đến sản phẩm. Đó, nhà cung cấp rồi nhá, loại sản phẩm nhá, sản phẩm rồi nhá. Đến phần đơn đặt hàng thôi. Đơn đặt hàng mình có đại lý, có nhân viên rồi. Tạo một cái đơn đặt hàng ha. Tạo đơn đặt hàng đây. Đơn đặt hàng thì mình có một cái ngày ID đặt hàng này, nó tự động chạy ID đại lý này, ID đại lý thì đại lý số mấy đây, đại lý số 1 là đây, đại lý đây là khách hàng đây, Hải Nam Shop đây. Đó. Nhân viên đầu tiên là nhân viên nào? Nhân viên đầu tiên là nhân viên quan sát đây. Đó. Nhân viên luôn ha, mã đơn đặt hàng là đơn đặt hàng 01 giả dụ như vậy, tự đó là ngày đặt hàng, hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2021 giả dụ như vậy.
đơn hàng là ghi là đặt mua cà phê đó, dụ vậy thôi. Ok, cái ghi chú này mình test này á, mình phải chuyển qua cái memo, quên cái test này chưa gõ tiếng Việt này, chỉ lại một xíu à, cái test này, cái đưa đặt hàng đúng không? Test đúng rồi mà, test rồi, ống rồi, này đổi qua n test chứ, quên xin lỗi, cái chạc á thì đổi qua va chạc, n va cái va chạc đổi qua là n va chạc, còn cái test này thì đổi qua n test ha. Đây, thì mình gọi tiếng Việt được nha. Thêm bước này nó quên mất. Bây giờ, đó bây giờ làm mới phát hiện ra ha, gọi tiếng Việt nó không được. Đó, nó không được tiếng Việt này không? Nó chưa đặt, bây giờ nó bị mất dấu ha. Giờ mình gọi cái dấu lại này, ok, đó, ok ha. Vậy là mình có đơn đặt hàng rồi. Thì trong đơn đặt hàng có những chi tiết mà mặt hàng nào cần mua. Đơn đặt hàng này thuộc về đại lý Hải Đăng Shop mua này, nhân viên lập là Phạm Quang Sáng này. Đó, ngày đặt là ngày này này. Đặt đặt cái gì đây? Đặt mua cà phê này. Thì trong cái chi tiết này nó gồm có những cái mặt hàng mà cần mua ha. Đó. Thì ID sản phẩm nào? ID đơn đặt hàng nào? Số lượng bao nhiêu, đơn giá bao nhiêu, ngày ra là ngày nào? Nhập dữ liệu cho bạn xem luôn nhé. À, cái chi tiết đơn đặt hàng này á là cái ID đơn đặt hàng là ID số 1 này. Đây, đơn hàng là ID số 1 đây. Rồi cái sản phẩm mà mình cần mua ở đây thì mình mua những mặt sản phẩm nào, ở đây mình có những sản phẩm nào đây, sản phẩm mình có đến ba cái thì phải, đây bốn cái luôn rồi đó, cà phê hạt ba dòng, cà phê bột một dòng, thì cà phê hạt lấy số 1 này, số số 1 với số số 3 đi, số 1 số 3 à, giả dụ vậy, trong đơn hàng lấy số 1 số 3 đi, số 1 này số lượng là 10 kg này, đơn giá như 100 ngàn này, ký à, ký 200 ngàn này, 200 ngàn ký này vậy này, 200 ngàn tính là tính ký, còn tính là tính một đoạn nửa ký thì 500, 100 hạn một ký đấy, 200 là dụ vậy. Rồi cái trong cái chi tiết này thì gồm có cái mặt hàng thứ hai là sản số 2, đó là cà phê hạt Arabica, cà phê hạt Robusta 7.1 ly này, thì mình có ghi số 2 đây, ID phần số 2 luôn. Sản phẩm số 2 chưa có hả? Đóng lại nó chưa lưu hay sao ạ? Đây giờ đặt hàng số 1, số lượng để từ rồi. Chất lượng là 10 kg luôn, à, 10 ha. Này là 200 luôn nha. 1 2 3 1 2 3. Ok. À nói này do mình chưa có đặt, chưa có chọn cái đơn đặt hàng đây nó không chịu thôi. Đó. Thì cũng là đơn đặt hàng này. Đơn đặt hàng này, nhưng mà trong đơn đặt hàng này có hai, mình lấy hai 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 hạt ha. Cà phê hạt này là hạt, hạt này là hạt, hạt này là hạt Arabica này, và số 2 hả, số 2 là hạt, số 2 là hạt Robusta 6.3. Lúc mình muốn lấy cái thằng là số 3 này hả, số 3 là hạt Robusta thì 7.2 ly, 7.1 ly đúng không? Số 2 này thì là Robusta mà 6.3 ly thôi. Bây giờ mình muốn lấy số 3 là số 3 là Robusta 7.1 thì mình ghi đây là số 3. Ok. Đó, ok. Đó, vậy thì hoàn thành tất cả ok ha. Đó, thì có nghĩa là mình nhập dữ liệu thử cho bạn xem luôn ha, từ lúc mà chúng ta tạo ra nhà cung cấp. Đó, cả cấp thì chúng ta lại sản phẩm. Thì nhà cung cấp này có một loại nhà cung cấp ha. Cấp này có ba loại sản phẩm, đó là cà phê bột, cà phê hạt. À, quên hai loại ha, cà phê bột, cà phê hạt. Ở trong cái cà phê bột này gồm có cà phê hạt gồm có ba ba loại, cà phê bột một loại ha. Ở trong chiếc đơn hàng thì cũng trong đơn hàng, một cái đơn hàng thì có hai cái sản phẩm ha, số 1, số 3. Rồi đại lý thì cũng có là đại lý mua là Hải Nam Shop ha. Nhân viên lập là Phạm Quang Sáng ha. Đó. Thì mình đã tạo một cái quy trình mà mình, các bạn có thể truy vấn dữ liệu bình thường ha. Đấy là đây đã nhập dữ liệu ok hết rồi ha. Đây, gọi lại review cho bạn xem nhé, nhà cung cấp đây. Này, nhà cung cấp thì cấp các loại sản phẩm đây. Rồi sản phẩm thì có loại sản phẩm thì có nhiều sản phẩm đây. Rồi trong cái phần đó tiếp theo là đến đơn đặt hàng thì phải biết có nhân viên nào lập. Đây, biết đại lý nào mua. Đây, rồi biết cái đặt hàng, đơn đặt hàng nào đây. Và trong cuối cùng đó là chi tiết đặt hàng gồm có cái gì đây. Đó. À, bạn thấy không? Một cái quy trình xử lý rất là ok ha. Đây. Đó. Ok như vậy ha. À, các bạn có thể tham khảo ha, rất là chi tiết. Và đây là làm chuẩn luôn á, và nhập dữ liệu và lập trình được luôn. Nếu mà xong này ở cái này, ngày giao thì
Ngày đặt hàng là ngày nhiêu đây? Ngày 29 đúng không? Ngày giao là một tuần sau đi. Tuần sau là hôm nay là ngày mùng 6 đi ha, mùng 6 tháng tháng 7 hả? Ví dụ như vậy. Cái này là mùng 6 tháng tháng 7 này 2021 chẳng hạn. Đây là nếu mà giao cùng ngày có thể khác ngày được là ngày mùng 7 hoặc là 2 tuần, cái này một tuần có đi. Cái này 2 tuần sau mới có, giả dụ như là mùng 6 và một tuần nữa là 13 hả? 13 tháng 7 năm 2021. Thì có nghĩa là với cái ngày giao mà từng dòng như thế này thì mình có thể là giao khác nhau. Thay vì nếu để ngày giao trong đơn đặt hàng này thì giao một lần luôn, mà ngày giao mà đặt trong chi tiết như thế này thì mình có thể là giao giao khác nhau. Cái mặt hàng này có thể đặt hàng như vậy, nhưng mà cái cà phê mà Arabic số 1 này là hạt Arabica thì giao trước, cái số 3 này hạt Robusta mà 7.1 ly á, thì giao sau. Viên thấy không, rất là chi tiết ha, demo cụ thể luôn ha. Đây là các cái sản phẩm mình cần có. Đại lý là như thế này ha, nâng cấp lại sản phẩm đây, nâng cấp đây đó, cà phê đó. Thì các bạn nào có thể tham khảo cái cơ sở liệu của mình phân tích này từ A đến Z thì và làm lại tất cả các cái bước mà mình đã giảng như vậy thì hoàn toàn thành một cái sản phẩm lập trình ok ha, chạy bình thường đó, rất là chính xác và chuẩn luôn ha. Đến mức mà phân tích xong rồi nhập liệu như thế này là mới biết chính xác là mình nhập được hay không và dữ liệu mình truy vấn có khớp hay không ha, thì hoàn toàn là khớp ha. Đó, hoàn toàn khớp. Đó, nhà cung cấp đến loại sản phẩm đây, cà phê hai cà phê bột đây, sản phẩm đến sản phẩm đây, đây sản phẩm đây, rồi đến có sản phẩm xong rồi thì tiếp theo phải đến nói đến đại lý là người mua hàng, khách hàng đó, rồi đến nhân viên lập cái đơn hàng này, rồi cuối cùng đến cái đơn đặt hàng. Đó, mà đơn đặt hàng thì đơn đặt hàng đặt mua của Hải Nam Shop của nhân viên làm phòng ánh sáng đây, rồi đặt mua cà phê đây, thì trong cái đơn đặt hàng thì có cái chi tiết đặt hàng cụ thể là cái này, đặt mua hai cái này. Đó, như vậy được chưa? Rồi, vậy là xong ha, xong tất cả các cái bước mà từ A đến Z rồi chúng ta làm và lập trình đến đến lúc này thì hoàn toàn là ok ha, gọi là lập trình như vậy. Đó, phần phân tích lớn lên các bạn xem. Đó. Ok ha. Rồi, clip này đến đây là hết ha. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái clip khác ha. Nếu có thời gian tôi sẽ ra thêm clip khác cho các bạn. Đây là một cái phân tích cơ sở liệu hoàn toàn ok từ A cho đến Z ha. A đến Z. Hoàn toàn hợp lý, ok và đã chuyển từ cái được đồ mà chúng ta có là chúng ta chuyển qua LD mức logic, chuyển qua vật lý, chuyển qua script SQL, sau đó setup vào trong một cái database cụ thể, hệ quản trị cơ sở liệu cụ thể đó là SQL Server. Đấy chưa? Rồi chúng ta sẽ chỉnh thêm quá trình rồi đổi cái va chạc thành n va chạc đó, hoặc là n test thành n test ha. Rồi sau đó chúng ta chỉnh quá trình xong rồi chúng ta tạo diagram xong rồi chúng ta nhập liệu vô như vậy ha, các cái bước các bạn có thể xem chi tiết ha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một cái clip khác ha.